Em chào mọi người, đang khênh cái bồn này, inox 10 khối lên xe đấy mọi người. Đi bằng xe thùng nên hơi cực. Rồi vừa chạm luôn. Lên được rồi. 2, 4, 6 người. 6 người đàn ông. Sáu người mới khênh được cái bột inox 10 khối lên xe. Cái bột này nó khá nặng tại vì nó khá dày á mọi người. Bột này bên em giao về Bạc Liêu đây. Đáng ra là đi sớm mà do còn khoét mấy cái lỗ phi á. Hôm qua tính khoét rồi mà trời tối lại mưa nữa nên sáng nay mới khoét sớm. Khoét thêm cho khách hàng 4 cái lỗ phi nữa. Sẵn của nó có 4 cái rồi, khách hàng muốn sử dụng 4 cái nữa. Nên hơi trễ một chút, bây giờ mới xong. Rồi, em chào mọi người mình nha. Ai cần sử dụng cái bồn inox 10.000 lít này? Đây là bồn inox 10.000 lít đứng của Đại Thành. Bồn rất dày, rất nặng. Thì vui lòng liên hệ bên em theo số điện thoại 0978 53 59 53. Số này có Zalo để mình liên hệ trực tiếp, qua hình ảnh trực tiếp nha. Mọi người mình nhớ đăng ký kênh để mình biết thêm nhiều thông tin về bồn nước, cũng như những cái bồn nước mới về bên em sẽ đưa lên đây. Bồn nước bỏ lên xe rồi nhưng mà phải chèn cho nó cứng, đi nó lắc la lắc lư là cũng có thể hư bồn, cũng có thể hư xe luôn đấy mọi người. Rồi em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người. Bồn nước về Bạc Liêu đấy ạ.